Công chúa Dubai từ bỏ lối sống nổi loạn, làm cô dâu sang chảnh tinh tế. Vậy là sau một thời gian tìm hiểu và yêu đương tỷ phú công nghệ, công chúa Shikha Mara Bin, 29 tuổi của Dubai đã kết hôn với tiệc cưới xa hoa, được công chúng trên thế giới vô cùng quan tâm. Đám cưới sang trọng được tổ chức tại CS Holler của Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai. Trong ngày hôn lễ, công chúa Mara không mặc trang phục truyền thống như thường lệ mà diện váy kiểu phương Tây, hào phóng khoe gương mặt xinh đẹp. Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi của cô dâu đến từ thương hiệu Dubai Extra Couture được làm thủ công và đặt làm riêng, trên thân váy được đính cườm, sequin, thêu và mạng che mặt trông đẹp như mơ. Chú rể tên là Sheikh Mana Al Maktoum, 33 tuổi. Từ họ của anh ta có thể thấy rằng anh và công chúa Mara xuất thân từ cùng một dòng họ, vì vậy, công chúa được coi là đã kết hôn với một người họ hàng xa. Mặc dù là hôn nhân có chủ ý, nhưng mối quan hệ của công chúa là tình yêu tự do thực sự chứ không phải hôn nhân sắp đặt. May mắn thay, bản thân chú rể cũng rất tốt và có công việc kinh doanh của riêng mình. Anh ấy đã phục vụ trong lực lượng vũ trang được một năm và hiện là doanh nhân điều hành một số doanh nghiệp, bao gồm Al Barada Trading, Dubai Technology, GCE Real Estate Development Company, Millimet Group. Trong ngày cưới, chú rể diện trang phục truyền thống của Dubai, đầu đội khăn và mặc áo choàng, đồng hồ kim cương trên tay cho thấy chủ sở hữu có nguồn tài chính ấn tượng. Cô dâu chú rể trao nụ hôn trán ngọt ngào ngay tại lễ đường. Chiếc bánh xuất hiện tại đám cưới cao tới 7 lớp và cặp đôi đã phải sử dụng một thanh kiếm dài truyền thống để cắt chiếc bánh khổng lồ. Mặc dù các công chúa khác trong hoàng cung bị cấm nhiều hoạt động, nhưng công chúa Mara lại có được sự tự do hiếm có. Nhiều người cho rằng có lẽ do cô là con gái ngoài giá thú. Mẹ của công chúa, bà dâu Y Grigorakos, xuất thân từ một đại gia đình ở Hy Lạp. Vì không chịu nổi sự kiểm soát của cha và hai anh trai, bà đã rời Hy Lạp sang Anh, nơi bà gặp Sheikh Mohammed, quốc trưởng Dubai. Dâu Y sinh công chúa Mara năm 1994. Người ta nói rằng, dâu Y đã lặng lẽ đưa con gái về với gia đình mẹ đẻ ở Hy Lạp để không bị hoàng gia giành giật, sau đó sang Anh sinh sống. Công chúa Mara khi còn nhỏ có tên là Christiana, cho đến năm 2009, Christiana, 25 tuổi, trở về Dubai nhận cha, đổi tên thành Sheikh Mara và được phong tước công chúa. Vì công chúa Mara sống cùng mẹ ở Hy Lạp và Anh từ nhỏ, sau đó theo học tại Đại học London nên phong cách và suy nghĩ của cô rất cởi mở. Không những không dùng mạng che mặt hay khăn trùm đầu mà còn không có tư tưởng tự giới hạn về phong cách chọn quần áo. Công chúa từng ăn mặc quần áo hở hang, áo ống, quần lửng, bikini, quần legging và các phong cách gợi cảm, táo bạo khác. Người ta nói rằng khi cô mới trở lại Dubai, cô đã bị cha mình thờ ơ trong vài năm vì những hành vi quá cởi mở của mình. Vài năm trở lại đây, công chúa Mara trở thành một trong số ít thành viên nữ của hoàng gia Dubai có thể tham dự công việc chính thức và lộ diện trước công chúng. Phong cách ăn mặc cũng có nhiều thay đổi lớn, từ gợi cảm, hở hang ban đầu sang kiểu ăn mặc lịch sự và sang trọng hơn trong tà áo choàng. Công chúa Mara không chỉ có thể tham dự các sự kiện chính thức mà còn có thể chơi TikTok và Instagram như một người nổi tiếng trên Internet, đồng thời đăng tải về bản thân và cuộc sống xa hoa của mình trên mạng xã hội, bao gồm biệt thự, xe sang, ngựa đắt tiền. Vốn được nuôi dạy bài bản, công chúa đã cưỡi ngựa từ nhỏ. Sau khi trở về Dubai, cô ấy sở hữu 11 con ngựa, còn đắt nhất trị giá 3,6 triệu đô la Mỹ. Cô cũng được cho là đã chi tới 4 triệu đô la Mỹ cho việc duy trì đàn ngựa hàng năm. Công chúa cũng rất tự do trong việc lựa chọn về ngoại hình. Với khuôn mặt có góc cạnh, đường nét có chiều sâu, công chúa được xem là mỹ nhân sắc sảo điển hình, mỗi lần dự sự kiện đều duy trì hình ảnh sang chảnh, quyến rũ. Không những thế, hình ảnh selfie của cô nàng ngày càng ra dáng Kardashian in Dubai.